Cái này mình bấm ra chả đem thịt bằm nha cái này mấy chị. Cái này thịt làm bằm để mình bấm vô thì làm đỡ mình khô xong mình chiên. Đây là mình bấm xong rồi, bây giờ mình chiên nè. Dầu chứ còn không? Chiên chén cho tròn lên bỏ vô cuốn. Mình chiên nè, mình chiên những cái cục trẻ này để chiên rất là vàng, rất là ngon, giòn lắm nha các bạn. Cứ lột khô ra. Hả? Đang xí mại. Đủ thứ ấy. Ở đây là xí mại. Xí mại để chấm bánh mì á. Xí mại, xí mại. Còn bún nước lèo, bún. Đây là nước lèo. Đây nước lèo nha, giờ mình múc đi nè. Còn giá ké bị chiên đâu vậy? Mày có chiên giá ké đâu mà nói. Ờ tắt đây anh không được khỏi ai chiên. Ăn bây giờ hết. Thôi đi, thôi đi, phải chiên. Còn nhớ nổ. Nó chè ké rất là ngon nha. Ăn đi chị em. À, mình cũng mời anh chị cùng ăn bữa trưa mình nha. Dạ, xin mời. Vô cửa dẹp đây, xin mời. Rồi, hello, hello, chào. Chào, xin chào các bạn nha. Bữa nay mình ăn chung với bữa trưa. À, mình cũng mời anh chị cùng ăn chung với mình đi chung nha. Rồi cũng một cái nó xì ra rồi lấy cái chất bóng nữa, xì ra lấy cái chất bóng nữa. Con dược chiều mà lâu lịch sử dân luôn. Cũng nói là chú chứ gì mà chiên lâu còn ở đây về. Không, cái đó phòng mô còn đây nữa. Đây thì chiên lâu, nó còn ướt. Ướt là ướt mà tải mới được ướt mà đi lên chiên đủ rồi sao? Có, giờ nó ướt nó không có phòng đâu. Ướt quá. Giờ nó heo tròn lắm. Không, mình không có tròn thực sự là. Nãy giờ nó khô rồi đéo bánh chứ. Mình lâu không biết đâu. Ủa, ăn sớt ăn sớt. Bánh vô các bạn. Bánh tráng chiên nè. Chẻ, bún,
mì. Trong đẹp mình ăn mở ra nó nói chung nhẹ đó vậy là cũng ăn cái mức thì món nhỏ nó không. Thôi cho hết cái đỡ ăn hết số mình có ăn cái lượng nó muốn kia nó quay muốn ngắm giữa cày ngồi cho mẹ đá vô coi được rồi cái đó cũng được cái kia cũng kia tạo hả rất là bận luôn á có ra mọi người biết mọi người biết ra đôi này lên lên nói rồi nó dành muốn muốn ăn nấu kêu nấu kêu người ta kêu nó vậy còn người kia lấy bún coi con mở rồi bốc rồi cái gì rồi nữa
Uống nước giòn và uống nước kén. Lấy cái nước còn như này nước không? Còn bên ngoài.